Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm báo. Hôm nay 18 tháng 10, Đại hội 10 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bế mạc. Đã có nhiều thay đổi quan trọng trong điều lệ Mặt trận thời kỳ mới. Vấn đề được đặt ra như một yêu cầu lớn của công tác mặt trận trong thời kỳ mới là lắng nghe ý kiến nhân dân, tham gia giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Nhắc đến cán bộ mặt trận cơ sở lâu nay vẫn là những hình ảnh người vác tù và hàng tổng, nhiệt huyết có thừa, sự tận tâm tận tụy có thừa nhưng công tác mặt trận thời kỳ mới còn cần những cán bộ có trình độ có phương pháp để bắt kịp với công nghệ và tâm tư nguyện vọng nhân dân với nhiều thay đổi trong giai đoạn hiện nay. Tâm tư của nhiều cán bộ mặt trận trong những năm qua là ở cấp cơ sở có những nơi những lúc cấp ủy chính quyền chưa tạo điều kiện về cơ chế để mặt trận thực hiện vai trò giám sát phản biện xã hội. Như vậy có thể thấy để sự hiện diện của mặt trận trong hệ thống chính trị cấp cơ sở đúng với tư thế cần phải có thì cần sự đổi mới ở cả hai phía. Một mặt cần nâng tầm phương thức hoạt động của mặt trận nâng tầm đội ngũ những người làm công tác mặt trận mặt khác cần thay đổi nhận thức của cấp ủy chính quyền về vai trò vị thế của mặt trận tổ quốc việt nam trong hệ thống chính trị 9 tháng năm nay, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cả nước mới đạt 47,29%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Tại công điện 104 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành mới đây nhằm đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần đẩy nhanh tiến độ, giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tới việc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, không để tồn động khối lượng và dồn thanh toán vào cuối năm. Theo báo Điện tử VTV, tại các tỉnh thành phía Nam, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhìn chung chưa đạt kỳ vọng. Dù vậy, chính quyền các tỉnh thành cho biết vẫn kiên trì với mục tiêu giải ngân ít nhất là 95%. Trong đó, nhóm giải pháp quan trọng là san sẻ nguồn cát săn lấp giữa các địa phương với nhau. Các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang đã hoàn tất phê duyệt chữ lượng, khai thác nhiều hơn các mỏ cát theo quy định để phục vụ dự án. Hết 9 tháng, có 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của cả nước. Một trong những điểm nghẽn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương này chính là công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tại các dự án trọng điểm. Việc gắn trách nhiệm cho người đứng đầu các bộ ngành địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc để đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công đã liên tục được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo với mục tiêu cao nhất là phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%. Sau sát nhập huyện xã, khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tài sản dôi dư là rất lớn. Ngoài tháo gỡ vướng mắc căn cốt về cơ sở pháp lý, vấn đề quan trọng nằm ở các địa phương. Giai đoạn 2023-2025 sẽ có 50 đơn vị cấp huyện và 1.243 đơn vị cấp xã thực hiện sắp xếp đợt này. Do vậy, số tài sản nhà đất dôi dư vì thế cũng rất lớn trao đổi với báo lao động đại biểu trần thị hồng thanh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình cho rằng có hai vấn đề lớn cần đặt ra là việc sắp xếp đối với cán bộ dôi dư và trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính trên cơ sở thực tiễn điều kiện kinh tế xã hội cũng như đặc thù của từng địa phương đưa ra lộ trình phương án sắp xếp phù hợp đảm bảo hài hòa lợi ích đảm bảo hiệu quả cũng như mục tiêu của việc sắp xếp đơn vị hành chính nhấn mạnh vấn đề sắp xếp lại trụ sở có vướng mắc ở quy định pháp luật, việc sắp xếp làm sao để không lãng phí trụ sở tài sản công. Tuy nhiên đại biểu cũng đề nghị cần phải có tầm nhìn dài hạn hơn đối với vấn đề này, tức là có tính toán hợp lý trong một giai đoạn nhất định để việc sử dụng bố trí trụ sở hợp lý, đảm bảo tính ổn định lâu dài trong tổng thể chung của địa phương. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà, đến thời điểm này Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai nghị định tháo gỡ vướng mắc căn cốt nhất cho địa phương trong việc giải quyết tài sản dư dư. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, cơ sở pháp lý là một vấn đề, quan trọng là các địa phương. Báo Điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay có bài đáng chú ý, giá điện tăng và nỗi lo thường trực của người dân doanh nghiệp. Giá điện được điều chỉnh tăng dù ít hay dù nhiều sẽ tác động ngay tới doanh nghiệp cũng như đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là các hộ có lượng điện tiêu thụ lớn, chủ nhà trọ cho thuê và khổ nhất là những người đi thuê nhà. Nhiều chủ nhà trọ cho thuê cho biết do mức tăng giá lũy tiến và tiền điện tính theo một công tơ tổng đã khiến lượng điện tiêu thụ mỗi tháng rất lớn. Cực chẳng đã, họ phải áp dụng tiền điện một giá cho các phòng trọ với mức cao để bù lại chi phí. Phản ứng với quyết định tăng giá điện lần này, ông Dương Như Đức, giám đốc công ty cổ phần Phân Lân Ninh Bình cho rằng giá điện tăng sẽ tác động lớn tới doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí sản xuất và khi tăng chi phí sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Để tính được mức giá điện tác động như thế nào tới sản xuất cũng phải hết kỳ tính giá điện doanh nghiệp mới có thể tính toán được mức chính xác. Để tiết kiệm năng lượng, doanh nghiệp đang thực hiện quản lý chi phí tiêu hao năng lượng cùng với đó là các giải pháp tiết kiệm điện năng. Báo Pháp luật Việt Nam hôm nay cho biết mức sinh thấp và tốc độ già hóa dân số nhanh đang là lực đẩy, đẩy cỗ xe dân số Việt Nam lao nhanh về tương lai nguy hiểm, khi dự báo cho thấy năm 2200 dân số Việt Nam chỉ còn 46 triệu người. Theo số liệu từ niên giám thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh đang ở trong nhóm 21 tỉnh thành có tổng tỷ suất sinh thấp nhất cả nước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, nhưng nguyên nhân lớn nhất là hiện nhiều người trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh ngại kết hôn hoặc kết hôn nhưng ngại sinh con với nhiều lý do như áp lực về chi phí nuôi dạy và chăm sóc con, muốn mua nhà trước rồi mới tính đến chuyện kết hôn sinh con. Từ tình hình dân số, kinh tế xã hội của Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước thu nhập cao, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân đưa ra những bài học cho Việt Nam về vấn đề dân số. Theo ông, điều quan trọng nhất là cần thay đổi triết lý quản trị đất nước, không lấy mục tiêu tăng trưởng GDP cao liên tục nhiều năm làm mục tiêu hàng đầu, cần lấy hạnh phúc của nhân dân và dân tộc trường tồn làm mục tiêu cao nhất. Xe điện đang được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng sử dụng. Thế nhưng hiện nay trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam chưa có quy chuẩn Việt Nam đối với hệ thống trạm sạc xe điện. Việc sớm xây dựng được những tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể liên quan đến chạm sạc xe điện là yêu cầu cấp bách để phát triển bền vững thị trường xe điện tại nước ta. Hiện nay tại Việt Nam, hệ thống trạm sạc xe điện có độ bao phủ cao nhất là hệ thống của VinFast chỉ tính riêng trạm sạc của VinFast theo quy hoạch có khoảng 150.000 cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh thành phố. Mức độ tăng trưởng trạm sạc xe điện thời gian gần đây cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực và các nước có trạm sạc lớn như Mỹ, Hàn Quốc. Tuy có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng chạm sạc, thế nhưng trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam chưa có quy chuẩn Việt Nam đối với hệ thống chạm sạc xe điện. Đặc biệt cũng chưa có quy định cụ thể trong việc xác định vị trí, địa điểm để xây dựng những trụ chạm sạc điện và những quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện, loại hình năng lượng cung cấp cho hình thức này. Điều này cho thấy, nếu không kịp thời hoàn thiện được quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến chạm sạc, thì sẽ dẫn đến sự thiếu đồng bộ thống nhất trong triển khai hệ thống các chạm sạc trên cả nước những vụ việc học sinh bị ngộ độc do sử dụng đồ uống được phát miễn phí kẹo chứa chất cấm được người lạ cho đang khiến cho các phụ huynh vô cùng lo lắng về sức khỏe của thế hệ tương lai đáng lo ngại hơn trước đó đã xuất hiện một số trường hợp học sinh bị ngộ độc do ăn phải những loại bánh kẹo được bạn bè cho hoặc chào mời ăn thử miễn phí những năm vừa qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc cần xa sau khi ăn bỏng ngô, bánh ngọt, bánh quy, kẹo, hút thuốc lá điện tử, thuốc lào. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã có nhiều bệnh nhân ngộ độc phải nhập viện do sử dụng ma túy dưới dạng thực phẩm như bánh kẹo, nước giải khát. Việc sử dụng thực phẩm chứa ma túy có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc tức thời như thần kinh bị lẫn lộn, hôn mê, co giật, rối loạn tâm thần, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tụt huyết áp, suy hô hấp, thậm chí dẫn đến tử vong. Ngộ độc cần sa qua đường hít hay ăn uống có thể dẫn tới tình trạng giảm khả năng phối hợp động tác, giảm khả năng phán xét, ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, đặc biệt trẻ em có thể bị hôn mê tới 36 giờ nếu sử dụng các loại bánh kẹo nước ngọt có chứa chất này. Quán quân đường liên đỉnh Olympia 2024 Võ Quang Phú Đức, trường chuyên Quốc học Huế, bất ngờ bị chỉ trích sau vòng chung kết nhiều lời chỉ trích ngờ vực năng lực của phú đức tràn ngập trên mạng xã hội phần lớn cho rằng nam sinh giành chiến thắng bằng cách bấm chuông nhanh hơn đối thủ họ cho rằng tân quán quân lợi dụng chiêu trò để đạt được vòng nguyệt quế nhiều chuyên gia lên tiếng phân tích và khẳng định cách chơi của phú đức đã cho thấy sự thông minh và táo bạo của nam sinh trên báo tiền phong phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội nhận định mạng xã hội khiến chúng ta xem tin tức rất nhanh đồng thời cũng phản ứng quá nhanh với các tin tức ấy hậu quả là chúng ta phản ứng bằng cảm xúc dựa trên cảm tính nhiều hơn lý trí đó là cơ chế tạo điều kiện cho người sử dụng mạng xã hội ảo tưởng quyền lực tự cho mình có quyền của thẩm phán đây cũng là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề nhức nhối đang xảy ra trên mạng xã hội Chuyên gia đề xuất cần bộ luật riêng cho các hành vi trên mạng xã hội bởi mọi hiện tượng xã hội luôn cần có luật để điều tiết. Một số chuyên gia cũng cho rằng phản ứng trái chiều và tấn công phú đức xuất phát từ cơ chế tâm lý hiệu ứng đám đông, tâm lý của nhiều người bị ảnh hưởng bởi đám đông và áp lực xã hội khiến họ cảm thấy rằng chỉ trích hoặc tấn công người khác là cách để thể hiện quyền lực, sự vượt trội hoặc sự đồng thuận với số đông. Thông tin vừa rồi cũng khép lại một báo chí trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.